Đây với con nè các bạn, với con mình nó nở quá trời quá đắt luôn. Nãy mình thả nó bụng mới rồi đó. À, đây con này cũng với con bự lên nè, thấy không? Hello, đây thì bữa nay mình sẽ cho các bạn xem với con nha. Này mình nuôi thấy mấy bữa cái nuôi một cặp á, mấy bữa cái con dế trống nó chết xong rồi, mấy bữa sau con dế mái cái bụng chà bá lên, hình như là con dế trống nó chết đợi nó hy sinh cho con dế mái nó đẻ, xong rồi mấy bữa sau nó nở ra mấy con dế con này các bạn thấy không? Nè, thấy không ạ? Đó, đây nè. Đây đó, mọi người thấy không ạ? Con dế con đó nở nhiều lắm, dưới đây con nữa nè, thấy không? Đây nè, thêm một con nè, nó quá trời luôn á. Mà mình đẩy kiểu mình đẩy lại hở hở ra bên đây con nữa nè, không? Đây nè, nó hở ra cái nó bò nè, nó kêu nó bò lên hết, đi hết rồi. Đâu à? Mình nè, lấy một con lên tay cho các bạn xem coi nó không chịu bò lên tay. Cái con đây, đây các bạn, đó với con nha. Đi hồi mà nó hơi rung, nó hơi mờ. Mình cầm. Đây. Đó. Đó với con các bạn thấy không? À. Đó, rõ nét luôn nè. Cái này chắc dưới than hay dưới gì? Thì các bạn thử, các bạn nuôi rồi các bạn sẽ thấy à. Bỏ đất rồi vô nuôi một bữa hai bữa cái con dế trống nó chết ngắt. Xong rồi cái con dế mái nó có chỗ bự, bụng bự lắm. Xong rồi cái kiểu là nó đập mái hay sao cái nó hút chắc con dế trống này. Cái mấy bữa sau nó sẽ nở ra mấy dế con này. Nhiều lắm nha. Ở dưới đây nhiều lắm, mấy cái nó nở với mấy cái lá lá nè. Chứ không phải là một hai con này đâu. Đó. Giới này cũng hơi nhỏ nè. Nên nè ha. Các bạn quay nó cũng khó thấy. Này cận cảnh được đó. Như vậy là đã xét lắm rồi đó các bạn. Người một tay nó hơi rung rung nữa chứ phải. Với con này thấy không? Nó đã không? Mình sẽ thả nó ra ngoài ngoài cái đám rau nhà mình nha, cho nó ở. Này. Đây đi. Đó. Cái hồi đi không chịu đi. Cái hồi lên kêu bắt không chịu ra. Rồi bắt tiếp mấy con nữa coi nè. Đây anh em nữa nè, rớt xuống rồi nè. Còn con dế này là con dế con hôm bữa nè các bạn, mình bắt chung với con dế trống kia bỏ vô thì con dế trống với mấy chết rồi, còn dế con này nè nó ra cánh luôn đó. Là cánh luôn, thành con dế với than luôn rồi.
trưởng thành nè, mới nó mới nó mới nó mới nó mới một cánh, cánh non các bạn hả, cái cánh non miễu không, râu ri mọc sao nó cù gãy hình khúc rồi đây, thấy không, nó mới một cánh, cánh non miễu luôn. Ơi ơi, ngã gì vậy bạn? Đây. Cái con này nuôi cái nó một cánh luôn, đã không? Rồi. Chắc mình thả hết mấy con với con nó. Mấy con quá trời luôn nè, các bạn thấy không, bò dưới nè, bò lóc nhóc dưới nè. Không? Đây một con nữa nè. Đây một con nữa nè. Đó. Bò ra nè. Đó, thấy không? Đây. Thì cái video này mình cho các bạn xem mấy con dế con ha. Với lại cái cách nó nở ra. Nè, con này nó nhỏ quá. Nè. Không thể nào mà. Đó, bây giờ là như vậy là rõ nét lắm rồi nè. Đó. Bạn thấy không ạ? Đó, mấy con dế con này thấy không? Đã lắm. Tại mình nuôi nó không có chỗ nuôi, chứ không mình cũng nuôi nó rồi mình không thả đâu, tại vì cái vườn ngoài đây nó cũng có nè, nên là đấy. Đó, bây giờ mình sẽ bắt hết mấy con này ra, mình thả nó ngoài hết nha, cho nó sống. Rồi múc nó bự rồi nó gái mình bắt tiếp. Bắt vô chơi thôi. Chứ nhỏ quá không có thời gian nuôi. Đó, mình bắt ở cái thao này nha. Nãy mình thả hết một mớ rồi các bạn. Còn bây giờ mình sẽ thả hết mớ này luôn nha. Đó, quá trời đất luôn. Không. Đi quá trời luôn. Đó. Nhiều lắm luôn á. Giờ mình sẽ thả nó nha. Nè. Ra nè. Em thả con dế này luôn, con dế này dế con. Cũng nó mới một cánh, bữa nó bắt là chưa một cánh. Thả ngoài đây cho nó ăn. Chứ mình nuôi nó không có đủ chắc. Với lại nó còn nhỏ quá. Có nuôi nó còn bự bự đá chơi rồi được. Quá trời luôn. Đó, như vậy là hết rồi hả? Nè. Đó. Nhiều lắm. Rồi, chạy hết rồi. Rồi, xong. Cho nó ở đây đi. Đây là cái vườn rau nha mình. Cho nó ở đây ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hãy đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hơn nữa nha. Này, thả mình chưa chịu đi nữa trời. Xem bên nó đi đâu.
cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thấy video vui thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký và lượt chia sẻ với nha. Đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm nhiều video cho các bạn xem nữa nha. Cảm ơn các bạn.